trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ đào dế đi bẫy chim anh em ạ. Đây, bẫy đây. Đấy. Mình tìm thấy một hang dế ở đây này anh em này. Trước tiên là mình phải đào dế đó mới đi bẫy nha anh em nhé. Đào dế đó. Đây. Lúa nó đi đâu rồi? Mùa này thì có con dế mèn bé anh em ạ, làm mồi bẫy rất là tuyệt vời luôn, vừa tầm. Để đến tháng 7, tháng 8 thì nó to quá. Cả mùa này thì mùa hanh khô ấy anh em. Kiểu chim nó đi kiếm ăn không được ăn gì ấy. Mình đi bẫy hay chim hay dính bẫy hơn. Mình phải cẩn thận đấy anh em, không là con dế nó nát mất. Con này cũng to, khá to rồi anh em ạ. Đây nha anh em nha. Con dế đây nhá, đây này. Đấy. Con này là mà mồi bẫy rất là ok đấy anh em ạ. Đây, cho vào đây. Ok, bây giờ mình đi tìm hang dế để nào nhiều nhiều một tí anh em ạ. Lỗ này sâu lắm anh em ạ. Quá sâu luôn. Chắc con này còn to. Này mình phải nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Muốn chưa đến á. Ây da. Sao thế? Con này đi sâu lắm anh em ạ. Sâu quá sâu luôn. Ây giời. Cứ con cái tầm này hết thôi con dế anh em ạ. Đây này. Đấy. Làm mồi bẫy thì quá là ok rồi này. Mình cũng đào được khá nhiều nhiều nhá anh em nhá. Giờ mình đi bẫy thôi anh em ạ. Đây mình đã tìm thấy một địa điểm rất là đẹp nha anh em nhá. Chỗ chim nó hay đi kiếm ăn này. Mình sẽ đặt ở đây một bẫy nha anh em nhá. Mình đào đặt đây thôi anh em ạ. Mình phải đào cho nó bằng bằng đi để đặt bẫy anh em. Đấy.
chưa? Nó băng băng cái này anh em ạ. Đây. Bẫy của mình đây anh em nhé. Mình sẽ lấy một ít dây đây để buộc con mồi vào cái lấy để chim nó không phải ăn mất mồi anh em ạ. Đây con dế mèn của mình vừa đào đấy nhá anh em nhé. Mình buộc như thế này đây anh em ạ. Buộc vào như thế này. Buộc con mồi trước. Rồi. Đấy. Giờ mình cho bộ bẫy nha anh em nhé. Thế này cho vào như thế này. Cũng đi bẫy như thế này cũng cầu kỳ phết đấy anh em ạ, không đơn giản đâu. Đấy mình quấn đấy. Đấy. Buộc vào như thế này nhé anh em nhé. Đấy. Ok. Giờ mình lấy cái bẫy ra. Cho vào như thế này. Đấy. Cho nó ấy thôi anh em ạ. Đây này. Đấy. Ok nhá anh em nhé. Bây giờ mình cho vào này. Mình phải cẩn thận đấy anh em ạ. Không kẹp tay đau lắm. Đấy. Lấy cái dây buộc vào đây. Để lúc chim cắn mình không ấy. Không tìm thấy cái bẫy. Chỗ này ra tí. Đấy. Ây dồ. Giờ mình thêm một lớp ngụy trang nhé anh em nhé. Đấy. Mình phải lấy cái đất lớp cái bẫy của mình đi để như là tự nhiên thôi anh em ạ. Con mồi này nó tự nhiên đấy. 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 Thế. Ok bây giờ mình quét hết cái lớp lá này đi. Quét cái này vào đã. Quét hết cái lớp lá này đi để giống như con chim hay đi kiếm ăn ở đây anh em ạ. Đấy. Quét càng sạch càng tốt nha anh em nhé. Nên mình quét hết cái lớp lá này đi để chúng là con chim hay đi kiếm ăn ở đây ấy. Con chim bay qua thì nhìn thấy luôn anh em ạ. Đấy. Quét hết đi. Rồi. Ok nhé anh em nhé. Bây giờ mình đi tìm để bẫy cái bẫy khác thôi anh em ạ.
Đây mình đã tìm thấy một chỗ chim nó đi kiếm mồi quả ác liệt nha anh em nhá. Đây đây. Đó. Mình sẽ đặt ở đây một bẫy nữa nha anh em nhá. Mình cho vào đây một bẫy nữa. Chỗ này quá ok luôn anh em ạ. Thấy vết chim nó đi kiếm ăn quá ác luôn. Ui. Ok. Cho đây bẫy chắc dính luôn anh em ạ. Rồi. Buộc con mồi vào đây. Đấy. Để nó chim nó khỏi tha đi mất anh em ạ. Rồi bẫy nó không sập. Mình buộc thế này thì nó chắc chắn hơn anh em ạ. Đấy. Ok anh em ạ. Đây mình đã tìm thấy chỗ tiếp theo nha anh em nhé. Cũng là chỗ cuối cùng anh em ạ. Mình đặt bẫy cuối cùng ở đây. Đấy. Đào cho nó bằng bằng đi để mình ngụy trang cho nó dễ anh em. Ok. Đây là bẫy cuối cùng nha anh em nhé. Đây này. Úi trời ơi. Chọn con nào to to ấy anh em ạ. Cái cuối cùng phải chọn con to. Cho vào đây, tí nữa đi xem bẫy thì cái nào ăn mất mồi thì mình còn thêm vào anh em ạ. Đến công đoạn buộc. Đã lâu rồi mình không đi bẫy kiểu này anh em ạ. Nên là cũng ấy giờ ai khỏe mới cậy được cái bẫy này nhá anh em nhá. Nó cũng khá là cứng anh em ạ. Ấy cho vào. Rồi. Buộc vào.
ngụy trang anh em. Đấy, ngụy trang cái này nó mới giống cái của tự nhiên anh em ạ. Ây dồ, hôm nay trời khá là nắng. Quét sạch hết đi anh em. Cũng giống cái nào cũng phải quét sạch cái này đi để nó nhìn thấy mồi mình bẫy nha anh em nhé. Ok anh em ạ, bây giờ mình chỉ chờ tí nữa đi thăm bẫy xem bẫy nào dính mùi không nha anh em nhé. Giờ mình đi thăm bẫy nha anh em nhé. Không biết có dính không. Ô dính anh em ạ. Dính một em rồi. Đây nha anh em nhá. Dính một em nhá anh em nhá. Dính một em đây rồi, có mồi rồi anh em ạ. Ok, bây giờ mình đi thăm bẫy khác thôi anh em ạ. Giờ mình đã di chuyển đến bẫy tiếp theo nhá anh em nhá. Ui. Bẫy này cũng dính anh em ạ. Đây. Ây da. Lại có thêm một em anh em ạ. Đây. Mình chặt luôn anh em ạ. Ok. Rồi mình gỡ rồi đi thăm bẫy khác cho anh em nhé. Mình đã di chuyển đến bẫy tiếp theo và cũng là bẫy cuối cùng nha anh em nhé. Không biết có dính không anh em ạ. Ôi không dính rồi anh em ạ. Đây ăn mồi mất anh em ạ. Đây này. Ăn mồi mất rồi. Thôi bây giờ mình được hai con. Giờ mình đi nướng nhá anh em nhé.